Tinh quỷ thần. Tôi có một người chị bà con cô cậu ruột. Chị ấy ghiền trầu từ thời con gái, nên ai cũng gọi chị là ba trầu. Đi đâu chị cũng đem đủ đồ nghề, trầu, cao, vôi, thuốc. Ghiền đến mức có lần chị nói bỏ chồng được, chứ bỏ trầu không được. Chồng chị mất sớm để lại tài sản khá nhiều, nên dù một mình phải nuôi bốn đứa con, chị cũng không đến nỗi vất vả lắm. Khi các con của chị lớn khôn và có gia đình riêng, chị sống với đứa con trai út. Chị rất gắn bó với gia đình chúng tôi, đi đâu về ngang hay ghé thăm mẹ tôi, khi thì miếng bánh, khi thì một ít trái cây tươi. Đặc biệt, khi gia đình chúng tôi có tiệc tùng gì, chị thường đến sớm một hai ngày để phụ. Chị nấu nướng rất khéo, nhất là những món đặc sản, ai ăn vào cũng đều khen ngợi. Do gia đình khá giả, ít phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, nên chị hay đi dự tiệc tùng cúng quẩy. Biết chị chỉ đi đám tiệc đám giỗ mà không thấy chị đi chùa bao giờ, nên có lần tôi hỏi chị nguyên nhân vì sao. Chị làm thinh một hồi mới đáp: tại truyền thống gia đình và chị cũng không quen ăn chay. Chuyện chùa chiền chị không mặn mòi, nhưng nói đến cúng miếu chị rất sôi nổi. Có lần chị kể cho tôi nghe sự linh ứng của ngôi miếu cổ nằm trên đất vườn của chị. Đó là ngôi miếu đã được dựng lên từ thời mới khai quang mở đất. Ngôi miếu đã được tu sửa nhiều lần. Dù là miếu của riêng gia tộc, nhưng do sự linh ứng nên người dân sống chung quanh dẫn đến cúng chung. Nghe rằng ai cầu xin điều gì đa phần đều được như nguyện, vì vậy càng ngày càng có nhiều người đến lễ bái hương khói quanh năm. Chị kể cách đây khoảng 10 năm, có một người hỏi mua một cây me tây mọc cạnh miếu để làm bàn ghế. Do cây rụng nhánh hay trúng nóc miếu nên chị đồng ý bán, nhưng khuyên ông ấy khấn vái xin phép thần miếu. Ông ta chỉ cười mà không khấn vái gì cả. Bà cha con xúm nhau đốn cây, chỉ trong vòng một ngày là xong. Đêm đó, người con trai lớn sau khi ăn cơm xong đi ra ngoài sân, bỗng té xỉu phải đem đi bệnh viện cấp cứu. Ở bệnh viện một ngày thì lăn đùng ra chết. Nửa tháng sau, đứa con trai thứ hai của ông mua cây, nửa đêm đột nhiên giãy giụa mấy cái rồi tắt thở. Một tháng sau khi đốn cây, người đàn ông ấy qua nhà hàng xóm chơi và gục chết trên bàn do tai biến mạch máu não. Trong vòng một tháng, gia đình chết hết ba người, mà ba người này đều liên quan đến việc đốn cây mọc trong đất miếu. Những người sống chung quanh biết chuyện này rất sợ hãi, đến dự đám tang rồi vội vã ra về vì sợ bị dạ lây. Sự kiện trên khiến họ càng tin tưởng vào sự linh ứng của ngôi miếu. Khi có việc gì khó khăn trong cuộc sống, họ thường đến miếu cúng vái cầu xin. Theo lệ thường, mỗi năm cúng hội miếu một lần, mỗi lần cúng một con heo, hai chục gà vịt, nếu có ai phát tâm muốn cúng thêm cũng được. Chị kể, có năm con chị đi mua bán xa, cầu xin thần miếu phù hộ, đợt đó lời to, con chị cúng cả một con bò. Cúng xong đem đãi bà con lối xóm rất vui vẻ. Năm đó gia đình chị làm ăn rất phát đạt, chị nói càng cúng lớn càng hên. Biết chị tin quá sâu nặng vào quỷ thần, tôi chỉ nhẹ nhàng phân tích cho chị hiểu. Thần chưa thoát khỏi luân hồi lục đạo, họ có quyền lực có thể giúp ta chuyện này chuyện nọ, nhưng nhân quả thì ta gánh chịu. Việc giết vật quá nhiều để tế thần, chính ta là người chịu quả báo. Tốt nhất nên hạn chế sát sinh, nếu cúng chay thì sẽ tránh được quả báo. Chị ấy cười bảo, truyền thống bao đời làm sao bỏ được, ai mà cúng đồ chay trong miếu bao giờ. Tôi lắc đầu chịu thua tính cố chấp của chị. Sau ngày mẹ tôi mất thì chị ba trầu cũng ít ghé thăm. Có lần gặp chị ngoài chợ, thấy chị gầy sút nhiều, tôi hỏi thăm thì được biết người con trai út của chị đi mua bán bằng thuyền máy. Do đêm tối bị đụng tàu, thuyền chìm mất hết tài sản, còn người thì ngơ ngơ ngáo ngáo như bị ma nhập. Lớp trầu của, lớp trầu con, chị ăn không ngon ngủ không yên nên sức khỏe suy sụp. Tôi an ủi động viên chị. 3 tháng sau, nghe tin chị bệnh nặng, tôi đến thăm thì chị đã nằm liệt giường, mắt nhắm nghiền, thở khò khè. Tôi lay gọi thì mở mắt, nhưng nhìn với ánh mắt vô hồn. Lưng chị do nằm lâu bị lở loét,
nhiều mảng lớn ứ đầy máu mủ, nước vàng. Còn chị phải rửa thay băng một ngày hai lần mà vẫn tanh hôi cả căn phòng. Có một điều lạ là chị ăn rất khỏe. Một bà già ốm tông teo, hai mắt nhắm nghiền, thở kho khe, mà một bữa ăn hết một tô cơm to tướng. Thật là lạ. Thấy chị quá yếu, tôi bàn với cô cháu dâu nên thờ Phật để sau này thuận tiện việc cúng cho chị. Không ngờ cô ấy chỉ tay vào hai khung hình thần độ mạng và bảo có thờ rồi. Tôi rất buồn vì câu trả lời đó. Cô ấy thừa sức phân biệt được đâu là Phật, đâu là thần, nhưng cố ý nói cho xong chuyện. Thôi thì nhà của chị, mình góp ý mà chị không nghe thì thôi. Chị Ba Trầu mất vào đêm 16 tháng 7. Tôi đi dự lễ tang trong tâm trạng u buồn vì vừa mất người thân, vừa lo không biết thần thức của chị sẽ đi về đâu, khi cả đời chỉ biết thờ thần cúng miếu. Để cầu siêu cho chị, cháu tôi phải chạy mượn hàng xóm ảnh Phật. Lòng tôi lại thêm chua xót. Mình là Phật tử mà không lo được cho chị một tấm hình Phật để cầu nguyện, âu cũng là duyên nghiệp. Vào ngày thứ 15 sau lễ tang của chị, đêm ngủ tôi nằm mơ thấy chị vào nhà tôi với vẻ mặt giận dữ. Chị bảo: "Hai đứa con trai quậy muốn sập bàn thờ của tao." Trong mơ, tôi nắm tay chị năn nỉ: "Chị bớt giận, để em sửa bàn thờ lại cho." Tôi giật mình tỉnh dậy, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, tôi vội đến nhà chị thì thấy bàn thờ chị vẫn nguyên vẹn, khói hương nghi ngút, nên thấy lòng nhẹ nhõm. Vợ chồng đứa con trai út của chị tiếp tôi. Tôi hỏi: "Từ hôm đám tang chị Ba đến nay có xảy ra chuyện gì không? Mà sao hồi hôm nằm mơ thấy chị về với vẻ mặt giận dữ? Chị ấy bảo anh em bay quậy muốn sập bàn thờ của chị." Người con trai út xanh mặt thú nhận: "Hôm làm mộ mẹ con xong, còn có tổ chức một buổi tiệc mời bà con anh em cực khổ phụ đám mẹ con để tạ ơn. Không ngờ anh của con trong buổi tiệc đó lại đưa vấn đề đất đai ra đòi chia. Còn bảo anh ấy muốn gì thì cũng đợi qua 100 ngày đám của mẹ. Anh ấy không chịu, cứ chửi bới dậy cả lên. Con nhịn không được nên xảy ra xô xát. May nhờ có bà con can ngăn, nếu không chắc có đổ máu." Tôi lắc đầu nói: "Anh em tụi bay thiệt là tệ. Mẹ mới mất có 15 ngày mà đã xào xáo. Người chết trong vòng 49 ngày vẫn chưa siêu thoát, rất dễ nổi giận trước những điều sai trái của thân nhân." Đứa con trai út của chị tỏ vẻ bồn chồn lo lắng. Tôi đến thắp nhang bàn thờ chị, khấn thầm: "Chị đừng giận nữa, con chị đã biết lỗi rồi." Trước khi ra về, tôi căn dặn cháu cúng cơm nước nhang khói cho đàng hoàng. Cháu đáp: "Dạ, con nhớ." Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp cháu. 3 ngày sau, tôi hay tin cháu bị đau bụng phải chuyển lên bệnh viện thành phố. 2 ngày sau, xe cứu thương chở cháu về. Cháu mất tại nhà sau đó vì bệnh ung thư gan giai đoạn cuối không thể điều trị. Đến dự đám tang cháu, tôi ngỡ mình đang chiêm bao. Vẫn cái rạp đó, vẫn dàn nhạc đó và mùi nhang khói đó. Vợ cháu khóc xỉu tới xỉu lui, còn cái trong nhà đứa nằm mẹp cạnh quan tài, đứa trong phòng giãy giụa gào kêu: "Cha ơi cha hỡi." Ôi, cái thảm cảnh có người thân đột ngột ra đi thật kinh hoàng. Người ngoài cuộc thấy còn chịu không nổi, nói chi kẻ trong cuộc. 2 bàn thờ giấy trắng xóa, khói hương nghi ngút, trống kèn inh ỏi. Chịu sao nổi 2 đám tang xảy ra trong 1 tháng ở một căn nhà. Đợi đứa cháu dâu bình tĩnh lại, tôi khuyên nên thờ Phật để cầu nguyện. Cô ấy đồng ý chịu thờ. Tôi vội về nhà đem ảnh Phật đang thờ giao để thờ tạm trong đám tang. Sau đó tôi thỉnh một khung ảnh Phật mới, nhờ các sư cô chú nguyện vài ngày, rồi mới thỉnh về cho cháu thờ. Ngày trước ảnh Phật về, thấy cô cháu dâu quỳ lại Phật, nước mắt tuôn rơi đầm đìa. Tôi xót xa thầm cầu nguyện Phật từ bi gia hộ cho gia đình còn lại của cháu tôi được yên ổn. Bây giờ khi tôi viết những dòng chữ này, những người còn lại trong gia đình của chị Ba Trầu đều đã quy y Tam Bảo. Kể cả người con trai hay uống rượu rồi quậy,
cũng thỉnh tranh tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm về thờ. Sau khi thờ Bồ Tát một thời gian, anh ta đã bỏ rượu và có công ăn việc làm ổn định. Còn cô cháu dâu sau đám tang đã dẹp bỏ hai khung hình thần độ mạng, hết lòng thờ Phật, lễ lạy hàng đêm. Các rằm lớn đều đến chùa cúng dường. Theo tục lệ của dòng họ, tuy không từ bỏ việc cúng miếu, nhưng con cháu bây giờ chỉ cúng trái cây hoặc ra chợ mua thực phẩm về chế biến, chứ không trực tiếp sát sanh như thời của chị Ba Trầu. Âu cũng là sự thay đổi khá lớn đối với một tập tục lâu đời. Một buổi sáng, thợ săn Coca vào rừng với cung tên và bầy chó săn. Anh ta đi từ nhà vào rừng. Vừa đến bìa rừng thì gặp một vị sư từ trong rừng đi ra làng để khất thực. Không may buổi sáng hôm đó, anh thợ săn không tìm được con mồi nào. Anh nghĩ là vì gặp vị sư nên mới bị xui xẻo như vậy. Buổi trưa trên đường trở về nhà, anh thợ săn lại gặp vị sư hồi sáng đang đi về tịnh xá của mình trong cánh rừng. Anh thợ săn tức giận, xua chó cắn vị sư. Ngài hoảng quá, vội trèo lên cây. Bầy chó vây quanh dưới gốc, thợ săn cai cú nói với lên: "Đừng tưởng thoát khỏi nanh vuốt của ta nhé." Rồi hắn lấy cây đâm vào chân vị sư. Ngài van xin nhưng hắn mặc kệ, cứ đâm hết nhát này rồi nhát kia. Ngài kéo chân đó lên và thò chân kia xuống, hắn lại đâm tiếp. Ngài lại kéo chân kia lên. Ngài quá đau nhức, như thể ngồi trên ngọn giáo, đến nỗi không còn chú ý đến chuyện gì hết. Chiếc y ngoài rơi xuống mà ngài chẳng hay, và chiếc y chụp xuống đầu thợ săn trùm đến chân. Bầy chó tưởng là vị sư rớt trên cây xuống, chúng nhào lại cắn anh thợ săn cho đến chết. Lúc ấy vị sư bẻ một cành cây khô ném xuống. Thấy vị sư, chúng mới biết là mình đã cắn chủ của mình chết, liền cong lưng chạy vào rừng. Vị sư bất an khi thấy anh thợ săn mất mạng vì chiếc y của mình. Ngài trở về kể đầu đuôi câu chuyện cho Phật nghe và hỏi Phật mình vô tội hay có tội, còn là tu sĩ hay không. Đức Phật trả lời: "Tỳ kheo, sự vô tội của ông vẫn nguyên vẹn, ông vẫn là một tu sĩ. Người nào xúc phạm đến người vô tội sẽ bị quả báo đau khổ." Câu chuyện người đồ tể giết heo. Cung gia sinh sống bằng nghề mổ lợn trong suốt 55 năm và được mệnh danh là tay đồ tể dạng dày kinh nghiệm. Thoáng nhìn qua con heo là ông biết ngay nó khoảng bao nhiêu ký, mắc bệnh hay khỏe mạnh, thịt nạc nhiều hay thịt mỡ nhiều, vân vân. Ông dành một khoảng đất trống khá rộng phía sau nhà, rào chắn cẩn thận, thả heo vào đó và nuôi chúng bằng đủ loại thức ăn, kể cả chất thải của con người. Khi nào muốn giết lợn, ông buộc chặt con heo vào một cột trụ, dùng một khúc cây quất nó cho da thịt phồng lên và mềm ra. Sau đó ông banh miệng heo, nhét vào đó một cái nêm và đổ nước sôi vào. Nước sôi sẽ vào bụng heo, ngấm vào ruột non, ruột già, làm lỏng phân và tống các chất cặn bã theo đường hậu môn ra ngoài. Bao lâu nước thải còn đục là ông còn tiếp tục đổ nước sôi vào miệng heo. Làm như vậy cho đến khi nào nước trong bụng heo thải ra trong sạch mới thôi. Phần nước sôi còn lại, ông đem đổ trên lưng heo, cho bong hết lớp da đen đúa, rồi dùng một bó đuốc thui cháy hết lông, cắt đầu, lấy máu trét khắp thân heo. Sau đó quay nó trên lửa cho thật chín, rồi cùng vợ con ngồi lại bên nhau đánh chén. Nếu thịt còn thừa thì ông đem ra chợ bán. Ông sinh sống như vậy trong suốt 55 năm mà không hề thân thiện hay quà cáp cho ai chút gì. Ngay cả Đức Phật ở tại một tịnh xá gần làng mà ông cũng không bao giờ lui tới hay cúng dường ngài một phốc gạo, một cành hoa. Ông sống keo kiệt, lầm lũi, chỉ biết đến vợ con và gia đình mình. Rồi một hôm, ông bị căn bệnh hiểm nghèo ập đến, giày vò hành hạ ông cả ngày lẫn đêm. Ông chỉ cầu mong sao cho sớm trút hơi thở cuối cùng, nhưng không được. Ông đau đớn quằn quại và lửa dữ cứ phừng phừng, hừng hực trước mắt ông.
ông cảm thấy đầu óc bị quay cuồng bởi những tiếng kêu la thất thanh, en ép, tay chân tê buốt như bị trói chặt, ruột gan nóng rát như bị thiêu đốt và đứt ra từng đoạn. Ông lăn lộn vật vã tru réo, rồi bỗng dưng ông chồm dậy, trợn mắt nhe răng gầm gừ, chắp nuốt như con heo và bò đi lởm ngởm xiêu vẹo khắp nhà. Chốc chốc ông lại húc đầu vào tường và kêu lên the thé như tiếng heo sắp tắt thở. Người nhà cố giữ ông lại, kẻ thì bịt miệng, người thì cột tay chân, và bây giờ trông ông giống như một con heo bị trói nằm trên sàn. Vừa thương vừa sợ, vừa cảm thấy tội nghiệp cho cha ông của mình. Con cháu trong nhà luôn phiên túc trực, đóng cửa cài then, canh phòng nghiêm mật để cho ông được tự do bò tới bò lui trong nhà và mặc sức gầm gừ tru tréo. Đến ngày thứ bảy, ông lăn đùng ra chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Một số sa môn trên đường khất thực, ngày ngày đi ngang qua nhà Cung Đa, thấy cửa ngõ kín mít, nhưng trong nhà thì ồn ào với tiếng heo kêu en ép, bèn đến gặp Đức Thế Tôn và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, trong 7 ngày qua, cửa ngõ căn nhà của đồ tể Cung Đa đóng kín mít, nhưng trong nhà họ vẫn tiếp tục mổ heo, chắc ông ta sắp mở tiệc lớn. Bạch Thế Tôn, biết bao nhiêu heo đã bị giết chết, rõ ràng là ông ta không có một chút thiện tâm, nhân ái gì cả. Chưa thấy ai giả mang tàn ác như ông ấy. Này các tỳ kheo, Đức Thế Tôn nói, nhân nào thì quả nấy, sự trừng phạt nào cũng phù hợp với hành động quá khứ của mỗi người. Ngay khi còn sống, Cung Đa cũng đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hung tàn của nghiệp lực. Do vậy mà ông phải bò tới bò lui siêu siêu vẹo vẹo, té lên té xuống và gầm gừ rên rỉ giống như heo trong 7 ngày liền. Hôm nay ông ấy giả từ dương thế thì lại bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Bạch Thế Tôn, các sa môn nói, Cung Đa đã bị đau khổ ở đời này, khi tái sinh ở nơi khác cũng bị đau khổ nữa sao? Đúng vậy, này các tỳ kheo, những ai buông lung phóng dật, keo kiệt, ác tâm, tu sĩ hay cư sĩ cũng bị điêu linh khốn khổ ở hai nơi như nhau. Ngài đọc kệ: Nay buồn đời sau buồn, làm ác hai đời buồn, hắn u buồn tàn tạ, thấy ác nghiệp mình luôn. Câu chuyện cò và cua. Một hôm, Phật thuyết pháp cho vua Bình Sa Vương, A Xà Thế và một số trẻ em trong hoàng cung. Ngài nói, dùng mưu mô xảo trá để mưu đồ một việc gì, không bao giờ thành công. Ác nghiệp, bạo tàn chỉ đem lại kết quả thảm khốc. Hôm nay, ta sẽ kể câu chuyện đã xảy ra hàng ngàn kiếp trước. Câu chuyện về con cò, con cua và những con cá. Trong một tiền thân xưa kia, ta là một vị thần ở cổ đại thụ. Cổ đại thụ mọc trên một khoảng đất, hai bên có hai cái đầm, một cái nhỏ xấu, một cái lớn trông rất ngoạn mục. Trong cái đầm nhỏ có rất nhiều cá, đầm lớn sen mọc che kín mặt nước. Gặp một năm, trời làm tiêu khô, hạn hán, đầm nhỏ nước cạn gần hết. Trái lại, cái đầm lớn có sen phủ, không bị cạn, nước lúc nào cũng mát rượi. Tình cờ, một con cò đi ngang qua đó, nhìn thấy trong đầm nhỏ cá nhiều vô kể. Nó đứng lại, co một chân lên suy nghĩ. Cá nhiều thế này, tuyệt quá, nhưng giống này lanh lắm, đụng vào chúng sẽ lủi bằng hết. Vị tất đã bắt được con nào, ta không nên kinh động, phải lập mưu mà tỉa dần. Nhưng nghĩ cũng ái ngại cho chúng, chen chúc nhau trong bùn nóng, nếu chúng được sang đầm bên kia, chúng được vẫy vùng thì sung sướng lắm. Trong đàn cá có một con thấy cò dáng điệu kỳ khôi, có một giò đứng hàng giờ không nhúc nhích, như một tu sĩ quán thiền nhập định, bèn hỏi: Tôn ông chắc có điều gì thắc mắc mà trầm tư mặc tưởng lâu thế? Đúng thế em ạ, nhìn thấy các em, anh không khỏi mũi lòng,
nghĩ thân phận của các em, anh rất lo và ái ngại. Tại sao Tôn Ông nói lo và ái ngại cho chúng em? Cò nói, các em không thấy sao, nước cạn đã nhiều, nếu trời cứ nắng như thế này, chẳng mấy lúc nước cạn hết, lúc đó các em sẽ ra sao? Các em không nghĩ đến điều đó à? Các em sẽ chết khô hết. Nghĩ thế nên ta không cầm nổi nước mắt. Đàn cá nghe cò nói, quẳng cả lên, đứng khấu đầu trước vị cứu tinh, năn nỉ. Tôn Ông ơi, Tôn Ông có mưu trước gì tế độ, giúp chúng em thoát khỏi cảnh hiểm nghèo này không? Cò làm bộ nét mặt rầu rầu, vờ đứng suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói. Anh suy nghĩ đã nhiều, chỉ có một kế rất hay, có thể cứu các em trong tình trạng nguy ngập này. Đàn cá chen lấn nhau, lắng tai, cố nghe rõ. Cò nói, ở gần đây có một cái đầm tuyệt đẹp, rộng lớn hơn cái này rất nhiều, sen mọc phủ đầy đầm, nước vì thế không bao giờ cạn. Các em di cư sang ở bên đó, anh lấy mỏ gấp từng em một chuyển sang, chỉ có cách đó mới có thể thoát được cảnh hiểm nghèo thập phần nguy ngập này. Đàn cá nhiệt liệt hoan hô tán thưởng, bỗng có một con cua la lớn. Thật từ thuở lọt lòng mẹ tôi ra đến giờ, chưa bao giờ thấy có chuyện kỳ khôi như thế này. Đàn cá nhao nhao lên chất vấn con cua. Chú mày lạ cái gì, lạ làm sao? Cua trả lời, từ khai thiên lập địa đến giờ, có thuở nào cò thương hại bọn cá, cua chúng mình. Chỉ khi nào nó đói, nó mới mò mẫm hỏi thăm anh em mình. Cò làm ra bộ nhân đức nghĩa hiệp xen vào. Chú cua ơi, lời nói của chú thất đức, tội quá. Chú gieo rắc sự nghi kỵ, để cả bọn này chết thảm, chết nhục hay sao? Anh chỉ tâm niệm, cố làm sao cứu được các em trong lúc này là anh sung sướng. Anh không có tà tâm ác ý nào cả. Quay về đàn cá, cò nói, lòng anh trong trắng, các em không nên nghi kỵ phụ lòng. Muốn rõ hư thực, hãy chỉ định một em, anh quắp sang bên kia chơi ít lâu rồi anh lại quắp về. Em đó sẽ tường thuật lại, các em sẽ rõ lời của anh nói, việc anh làm có đúng không? Đàn cá tán thưởng ý kiến đó, đề cử một chú cá già mắt kèm nhèm, cho là chú này khôn ngoan, cử đi công cán để thăm dò đường đất. Cò lấy mỏ quắp chú cá sang đầm bên kia thả xuống. Chú cá già tha hồ tung tăng vùng vẫy thỏa thê. Khi ủy viên công cán trở về với đồng bọn, nó ca ngợi cò hết lời, tường thuật đầm bên kia thật là bồng lai tiên cảnh. Tất cả đàn cá nghe nói thích quá, suy tôn cò là vị cứu tinh, nhào nhào xin cò hoan hỷ, chuyển vận di cư sang ngay bên đó. Cò nói, anh xin hết lòng phục vụ các em, anh sẽ chuyển các em sang dần. Chú cá già được cò quắp mỏ đi tiên phong. Lần này, cò có đem chú cá già sang đầm sen đâu. Cò đem chú đặt lên trên chảng ba của cây cổ thụ, rỉ hết thịt ăn, còn xương vứt xuống dưới gốc cây. Ăn thịt cá già xong, cò quay về đàn cá. Nào, em nào muốn đi với anh ngay bây giờ? Tất cả đàn cá nóng lòng muốn biết cảnh non bồng tranh nhau đi. Cò tha hồ lựa chọn, con nào vừa mắt đem đi ăn cho thỏa thích. Dần dần cả đàn cá, con lớn con nhỏ, con già con trẻ, được định cư vào bụng cò tất cả. Đầm chỉ còn sót lại một con cua. Cua vẫn thắc mắc nghi ngờ sự mang trá, thủ đoạn của cò. Nó nghĩ, ta nghi quá, đàn cá được sang bên kia đầm sen thật là vô lý. Không khéo cả đàn, cả lũ chui hết vào bụng cò gian hùng. Ở đây đất hẹp nước cạn, ta cũng cần phải di chuyển đi nơi khác. Nhưng có đi, ta cũng phải tính toán kỹ càng. Phòng cò có manh tâm phản phúc, ta phải có cách đối phó kịp thời. Mình mà có chết thì nó cũng khó bảo toàn được tính mạng. Cò lại gần cua vồn vã mơn trớn. Bây giờ đến lượt chú mày, anh đưa chú mày sang bên đó. Cua hỏi, thế anh đưa em sang bằng cách nào? Cò nói, ô hay, thì cũng như các em khác, anh quắp vào mỏ, chứ bằng cách nào nữa? Cua nói, em nghĩ như thế không được anh ạ, cái áo vỏ của em nó cứng ngắc mà trơn lắm, anh quắp em sẽ bị tuột mất. Nếu anh cho em bám vào cổ của anh,
em cố lựa không để cho anh đau đâu. Như thế có lẽ bảo đảm hơn, chắc chắn hơn. Cò nghe nói có lý, gật đầu ưng thuận. Cò đem cua đi, đến chảng ba của cây cổ thụ, nó dừng lại. Cua liền hỏi, sao lại dừng ở chỗ này anh cò? Anh mỏi chân rồi à? Hai cái đầm cũng chẳng cách xa nhau mấy. Em ơi, ai dại dột gì mà đi chở mướn cho bọn bay? Tao đâu có phải là đầy tớ của bọn mày. Tao chỉ muốn chở bọn mày tới đây để ăn thịt từng đứa mà thôi. Xem kìa, mày có thấy đống xương cá cao nghịu dưới gốc cây không? Mày cũng sẽ chấm dứt cuộc đời của mày nơi đó. Anh cò ác độc ơi, tụi tôm cá đó dại dột quá nên mới bị anh lừa dối và ăn thịt. Nhưng em thì anh đừng có hòng mà ăn thịt được. Anh hãy mang em về dưới hồ đi, nếu không em sẽ kẹp đứt cổ của anh cho mà xem. Nói xong, cua bắt đầu xiết những gọng kìm của cua trên cổ cò. Cò bị đau quá, nước mắt giàn giụa, thổn thức. Em cua ơi, anh đau quá, anh không hại em đâu, anh sẽ đưa em sang đầm sen. Cua nói truyền lệnh, đi mau. Cò lủi thủi sang đầm sen, vươn cổ đặt ngang mặt nước để cho cua xuống. Nhưng cua dùng hết sức hai càng siết chặt, cứa cổ cò đứt làm đôi. Vị thần ở cổ đại thụ được mục kích nói, cua làm thế phải lắm, ác giả ác báo, đừng mưu mô xảo trá, để mưu đồ vị kỷ, không bao giờ thành công. Ác nghiệt bạo tàn chỉ đem lại kết quả thảm khốc, con cò gian manh lại gặp phải con cua mưu trí. Đức Phật kết thúc thời pháp, Ngài nói, ở đời, ăn ở hiền lành thì sẽ được người hiền lành giúp đỡ. Ăn ở độc ác, sớm muộn gì cũng lâm vào cảnh thảm thương. Câu chuyện vợ chồng bị đá đè chết. Nghê Cửu là người quận Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang. Tuy xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, nhưng nhờ buôn bán gặp thời vận và nhờ biết tiện tặng nên chẳng bao lâu đã trở nên một người giàu có. Ông mồ côi cha từ nhỏ, mẹ phải đảm đương nếp sống gia đình thật chật vật, khó khăn. Bà đã từng làm thuê ở mướn cho một gia đình giàu có và phải ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng ông trưởng thành nên người. Đáng lẽ Nghê Cửu hiện tại cuộc sống được đầy đủ, phải biết hiếu dưỡng mẹ già tóc đã hoa râm để báo đáp ân đức cao dày như trời cao đất rộng của mẹ hiền thì mới phải. Nhưng Nghê Cửu sau khi cưới cô vợ trẻ đẹp về, nàng coi mẹ chồng không ra gì. Nàng cho rằng bà là người xuất thân từ hạng nô bộc, làm công tôi tớ bị người sai xử, rất là bần tiện. Nghe Cửu nghe những lời nhỏ to xúc xỉm của vợ, bèn đem bà cụ cho ở sau trái nhà, xem mẹ như cái đinh nhọn trong mắt của mình. Hai người cả chồng lẫn vợ đều nghĩ rằng bà cụ vốn là người nô bộc hèn hạ, nên chỉ định bà phải làm những việc của kẻ hầu người hạ. Tất cả mọi việc trong nhà như quét tước, nấu nướng, lau chùi, dọn dẹp, vân vân. Nói chung, mọi việc từ lớn tới nhỏ, thảy đều giao phó cho một mình bà lão tóc đã bạc hoa râm đảm trách. Còn vợ chồng Nghê Cửu phè phẫn ngồi không hưởng lạc. Một hôm, nhà sửa soạn mở tiệc đại khách. Từ sáng sớm, vợ chồng Nghê Cửu thức giấc, đang còn nằm trên giường. Nghê Cửu từ trên giường gắt gỏng lớn tiếng, vừa gọi vừa quát mẹ ở phòng kế bên. Dậy đi, nhanh thức dậy, hôm nay nhà có tiệc, sao bà chưa chịu dậy? Tội nghiệp bà cụ, đang còn trong cơn ngủ say, nghe con gọi bảo thức dậy, bà chợt tỉnh trong cơn mơ mơ màng màng, hất tung mền ngồi dậy, đi xuống bếp nấu thức ăn. Sáng hôm đó trời âm u, giông bão nổi lên, tiếp theo là cơn mưa như thác đổ. Những tảng đá lớn trên núi gần đó bị mưa to gió lớn tróc ra và rơi bay xuống trúng nhằm ngay phòng ngủ nhà Nghê Cửu. Lập tức, nóc nhà bị ngã sập xuống và tảng đá to lớn đó đã đè chết vợ chồng Nghê Cửu. Mẹ Nghê Cửu vì đang nấu ăn phía sau nhà bếp nên được may mắn thoát chết. Người lối xóm nghe tin dữ này đều nhận xét. Đó là quả báo bất hiếu của vợ chồng Nghê Cửu, đủ chứng minh nhân nào quả nấy. Câu chuyện lòng hiếu của Mít. Mít là một cậu bé xinh xắn, nghèo nàn,
đang vội vã băng qua những đường phố náo nhiệt về nhà. Đường phố thì ồn ào và đông đúc các loại xe hơi, xe buýt và khách bộ hành. Mùi thơm phảng phất đâu đây của món ăn đông phương bay trong bầu không khí buổi chiều. Cuối cùng, cậu đã đến chỗ của ánh sáng trắng chiếu trên tấm bảng. Người cho mượn tiền. Mít mở cửa ra, gặp ông chủ là người mập mạp, có khuôn mặt to và cái miệng tí xíu. Ông đang ngồi ở trên chiếc bàn giấy. Chào cậu bé. Kính chào bác ạ. Cháu cần việc gì? Mít hít một hơi thật dài. Cháu muốn nhờ bác giúp đỡ cho cháu mượn một số tiền. Tôi biết rồi. Ông đưa tay chà lên mặt với những chiếc nhẫn quý đeo nơi ngón tay mập bự. Cậu bé đặt tay vào trong túi áo dơ bẩn và mỏng manh của mình rồi nói: Cháu cần tiền thưa bác. Ông chủ cười: Tất cả chúng ta ai mà không cần tiền hỡi chú bé? Một số người cần tiền hơn những người khác thưa bác. Đúng, đó là sự thật. Nhưng tôi là một thương gia và nếu cho cháu mượn tiền, ít ra tôi phải nắm chắc cháu có thể trả lại số tiền ấy hay không. Thưa bác, cha cháu đã từ trần, hiện mẹ cháu đang đau nặng. Mỗi tuần cháu làm việc chỉ được có 10 đồng tiền công. Cháu phải đưa mẹ tới vùng núi để ăn dưỡng. Vì bác sĩ nói bà sẽ trở nên khá hơn khi sống ở trên đó. Cháu hứa sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ và hoàn trả số tiền mà bác cho cháu mượn. Cháu sẽ trả lại rất mau bác ạ. Ông chủ nhìn cậu bé, cậu đang thở một cách nặng nề. Cậu khao khát và hồi hộp. Ông chủ cảm thấy thương hại cho đứa trẻ, nhưng sự buồn lo là điều không tốt đối với người doanh thương. Ngày qua ngày, những ý nghĩ đó đã là một trận đấu tranh sâu sắc trong lòng ông. Người ta đến văn phòng ông toàn là những người nghèo khổ, nghèo kinh khủng. Nhiều lần ông muốn cho và giúp đỡ họ, nhưng ông lại luôn luôn chống trả ý nghĩ này. Ông tự nhủ: Ta là người cho mượn tiền, không phải là người cho tiền không cho người khác. Cháu à, ta không thể giúp cháu được đâu. Mít nhìn ông và cặp mắt đẫm lệ. Cháu tên gì? Thưa bác, tên của cháu là Mít ạ. Thế Mít, cháu có ít tiền nào không? Dạ có, 10 đồng, cháu vừa mới lãnh lương xong. Mít, cháu có biết xổ số là gì không? Cháu có biết những tấm vé số ra sao không? Đây là một tấm vé số với các con số trên đó. Tuần sau sẽ xổ số. Nếu tấm vé số của cháu có những con số trúng, cháu sẽ lãnh được 500.000 đồng. Với tấm vé số này, hy vọng là cháu trúng tất cả số tiền ấy. Cháu sẽ hy vọng trúng, nhưng thưa bác, đó là một hy vọng mờ ảo. 10 đồng của cháu có nghĩa là sự sống hằng ngày. Nếu còn lại chỉ 5 đồng, cháu sẽ làm được gì đây? Nghĩ kỹ đi cậu bé, đó là một cơ hội tốt để giúp đỡ mẹ cháu. Nhưng cháu sẽ nói thế nào với mẹ khi cháu chỉ còn 5 đồng thôi? Mặt cậu bé tỏ vẻ lo lắng khi nghĩ về những câu hỏi khó khăn này. Cháu có thể nói rằng cháu đã đánh mất nó. Như vậy cháu phải nói dối với mẹ rồi. Cháu Mít ạ, một người được nói láo, ngay cả đến người yêu của mình, nếu nguyên nhân là tốt, nếu đó là một lý do chính đáng. Mít chờ thấy hai tờ giấy bạc 5 đồng dơ bẩn trong túi của mình. Đây là công lao của việc làm suốt một tuần, thức ăn của cả một tuần. Đem đổi lấy một tấm giấy màu này. Bác cho cháu tấm vé số ấy. Ông chủ với bàn tay trắng mềm đưa qua chiếc bàn giấy. Mít có thể thấy những con số mà nó sẽ đem đến trong giấc mơ của cậu. 012639. Tờ giấy bạc 5 đồng được rút ra khỏi túi và thay vào đó là tấm vé số. Mít sống trong phần đất nghèo nàn nhất của tỉnh, chạy dài xuống phía dưới con sông. Những căn nhà được làm bằng loại thùng thiết đựng dầu và các loại thùng gỗ. Ở đó có những mùi thật khủng khiếp. Ba người đàn bà đang cãi lộn, hai người đàn ông đang chơi cờ phía dưới ngọn đèn dầu mờ nhạt. Một ông khác đang ăn ngấu nghiến trong khi một con chó cũng vừa chạy vào bóng tối mang theo mảnh thức ăn rớt từ cái đĩa của ông. Mít mở cửa nhà, mẹ cậu mỉm cười,
gương mặt xinh đẹp của bà trước đây giờ đã trở nên gầy gò và trắng nhợt. Mít đấy à, con về hơi trễ đấy. Vâng, con đã đi trở lại nơi làm việc 2 lần. Tại sao vậy hả con? Con bị mất 5 đồng, có lẽ con đã đánh rớt nó ở đâu đó. Ồ, mít. Bà sắp nói một cách giận tức với con, nhưng gương mặt trẻ trung của cậu lộ ra vẻ hoảng sợ. Mít là một đứa trẻ ngoan ngoãn, làm việc rất chăm chỉ mới kiếm được số tiền đó. Thôi được, chúng ta cố gắng sắp xếp việc nhà sao cho ổn thỏa là được. Con đến dùng cơm luôn đi. Mít ngồi ăn cơm trên chiếc hộp cũ mềm và nghĩ thầm. Ta sẽ không bao giờ nói láo với mẹ nữa. Buổi sáng, cậu giấu tấm vé số vào trong tấm hộp thiết đen nhỏ chứa đựng những bảo vật. Những bảo vật này gồm có một tấm hình của cậu chụp chung với một anh thủy thủ và một chiếc nhẫn mà cậu đã lượm được trên đường. Đó là chiếc nhẫn tuyệt đẹp, viên đá quý bên trong nó chiếu sáng lấp lánh khi đưa ra ánh sáng mặt trời. Đối với Mít, nó là một vật đẹp, món sở hữu quý báu nhất. Những ngày kế đó, cậu sống trong tình trạng lo âu bồn chồn, chờ đợi kỳ sổ số. Mỗi thứ ba đều có sổ số tại rạp hát. Nếu có vé số, bạn có thể đi vào đó dò xem. Cầm tờ vé số trong tay, Mít nhập vào đám đông đi vô rạp hát. Có 6 cái trống, thùng tròn, mỗi cái đều có những số trên đó. Một người đàn ông to lớn trong chiếc áo đỏ ra dấu và 6 cậu bé với trang phục màu xanh bước ra phía trước. Mỗi cậu đi đến 1 cái trống. 6 cậu bé này cầm hy vọng của hàng ngàn người. Ông to lớn ra dấu. Cậu bé thứ nhất quay cái trống. Trống được đà quay rất nhanh khiến không ai có thể nhìn thấy số được. Rồi nó đi chậm lại. 9, 8, 7, 6, chậm hơn, 5, 4, 3, 2, chậm nữa, 0, và nó dừng lại. Đó là số đầu tiên trên tấm vé số của Mít. Rồi cậu bé thứ hai tiếp tục và nó ngưng ở số 1. Mít thì thầm cầu nguyện, cậu bé thứ ba lại quay tiếp, nó ngừng ở số 2, còn 3 số nữa. Mẹ mình sẽ sống trên núi suốt đời. Mít cầu nguyện chiếc trống thứ 4 đã ngưng ở số 5. Cậu khóc lên và chạy ra khỏi rạp hòa vào phố xá. Chiều tối, cậu xem báo và đọc những số trúng. Cậu thấy không trúng gì hết, không có gì cả. Chiếc vé của cậu không còn giá trị nữa. Lúc đó, cậu quyết định bán chiếc nhẫn. Cậu nghĩ, ta có thể nhận 5-10 đồng hoặc 20 hay có lẽ 100 đồng với chiếc nhẫn này hay có thể 1.000 đồng. Nó là chiếc nhẫn đẹp, chiếu lấp lánh như ánh lửa ngoài nắng. Một người nào đó có thể đánh lừa ta và trả giá rẻ hơn so với giá trị của nó. Ông chủ tiệm hẳn sẽ biết rõ về chiếc nhẫn này. Cậu bèn chạy đến cửa tiệm của người cho mượn tiền. Ông chủ đang đóng cửa tiệm thì ngay khi ấy cậu cũng bước tới. Chào cậu bé, ta hy vọng cháu đến đây với những tin tốt đẹp. Thưa bác, cháu chẳng được gì hết, ngay cả một số tiền nhỏ nhất, cháu không trúng gì cả. Cháu sẽ cố gắng làm việc và cháu sẽ làm việc cho đến khi nào dành dụm được 5.000 đồng để mua một mảnh đất nhỏ trên núi. Rồi cháu sẽ xây một căn nhà bằng đá cho mẹ cháu. Cháu sẽ làm việc trên cánh đồng ấy cho đến khi làm chủ nó. Mẹ cháu sẽ trở nên khỏe mạnh như cũ. Vậy bây giờ cháu muốn gì nữa? Thưa bác, cháu có một chiếc nhẫn mà cháu lượm được lâu rồi. Một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Cháu phải bán nó đi và không biết nó đáng giá bao nhiêu. Mít đưa chiếc nhẫn ra ánh sáng cho nó chiếu. Ồ, nó thật tuyệt, đẹp quá. Cháu đã gặp nó ở đâu vậy? Cháu đã gặp nó ở trên con đường đi về phía những con tàu. Cậu bé thân yêu của tôi ơi, chiếc nhẫn này thuộc về vợ tôi và trước đó nó là của mẹ vợ tôi. Tôi đã hứa là sẽ trả 5.000 đồng cho bất kỳ ai tìm thấy nó. Ông chủ lấy một chiếc chìa khóa và mở tủ sắt kiên cố của mình.
Mít thì rất ngạc nhiên về việc giàu có một cách quá đột ngột của mình như thế. Mẹ cậu có thể sống trên núi, không khí tươi mát sẽ làm cho bà khỏe trở lại. Cậu nhìn ông chủ đếm 50 tờ giấy 100 đồng. Tiền đây, bây giờ cháu hãy đưa cho bác chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn đẹp chiếu lấp lánh như lửa khi đưa ra ngoài ánh sáng. Cảm ơn bác nhiều. Cháu phải chạy về nhà gấp và nói cho mẹ cháu biết ngày mai cháu và mẹ lên núi sống và ở trên đó. Chúc cháu được nhiều hạnh phúc. Sau khi bắt tay, cậu bé cáo từ và khuất dạng vào bóng đêm. Ông chủ đóng cửa tiệm lại và đứng ở phía ngoài một lát. Một chiếc xe rác đi qua, thu gom những thứ dơ bẩn từ các căn nhà. Ông quăng chiếc nhẫn vào trong xe rác, rồi băng qua đường đi tới tiệm cà phê, nơi mà hằng đêm ông thường đến đó để ăn bữa cơm chiều đơn độc. Trong những buổi chiều dài lê thê lẻ loi ấy, ông nghĩ rằng lẽ ra mình đã có vợ rồi thì phải. Câu chuyện trả bạc được phước. Thuở xưa, có một người tên là Bãi Ông, nhân lúc thanh nhàn, vào Vân Nam đặng thăm một người bạn tên là Trương Hồng Ất, quê quán ở núi Côn Sơn. Khi trước, người ấy cùng Bãi Ông đồng đổ khoa Hiểu Liêm, sau vua phong làm chức đốc chế tại Vân Nam. Lúc vừa đến tỉnh, Bãi Ông bèn ở nơi khách quán nói chuyện cùng mấy người bổn xứ và hỏi thăm chính sách của Trương Hồng Ất. Nghe ai nấy cũng đều khen ngợi là một ông quan đức hạnh vẹn toàn, đoán xét công bình, nói năng nhân hậu, chẳng khác nào cụ Hưng Giang thuở trước làm ngự sử nơi xứ đó. Bãi Ông bèn rời khách quán đi vào dinh, nhưng thấy quan đốc chế Trương Hồng Ất còn bận việc nơi công đường, nhờ vậy ông được xem xét các sở trong dinh. Thấy đâu đó người làm việc đều ân cần sốt sắng, ông đủ biết là một vị quan hiền, y như lời dư luận chẳng sai. Khi quan đốc chế tiếp được danh thiếp của ông, ngài vội vã ra đón rước và rất vui mừng, mời ông vào nhà khách đãi đằng trà nước và cùng nhau vui chuyện hàn huyên. Lúc trở lại công đường, quan đốc chế có giao cho Bãi Ông ít quyển sách để xem cho đỡ buồn. Nguyên mấy quyển sách ấy nói về triết lý của đạo Phật mà Bãi Ông chưa hiểu đến Phật giáo, nên khi xem giáo lý của Phật có nhiều chỗ xét không ra, nghĩ không tới, thành ra nửa tin nửa ngờ, chưa biết quyết định ra sao. Khi Bãi Hầu, quan đốc chế trở lại nhà khách, nói chuyện với Bãi Ông một hồi, rồi hỏi rằng: "Nhân huynh xem triết lý của đạo Phật thấy thế nào?" "Tôi thấy nhiều chỗ tai chưa từng nghe, mắt chưa từng thấy, thật không biết sao mà tin." "Đó chính là nhân huynh còn lầm theo cái thấy, cái nghe của lỗ tai, con mắt. Cho nên khi đụng đến cái nào ngoài sự thấy và sự nghe thì không biết sao mà dám tin. Vậy cũng là một cái thông bệnh của người học nho như tôi hồi trước, chứ không khác gì." Nhân huynh nghĩ coi, lâu nay chúng ta học nho thường nghe nói rằng trời sinh ra loài người, mà rốt lại thì không hiểu cái nguyên nhân và cái phương pháp của trời sinh người ra thế nào. Nếu nói trời sinh ra người được thì ai sinh ra trời? Còn như nói trời là do thái cực mà sinh ra thì thái cực có hình tướng hay không hình tướng? Nếu nói có hình tướng thì chúng ta sao không thấy được? Bằng nói không hình tướng thì làm sao lại sinh được cái nòi giống hữu hình hữu tướng như thế? Vậy thì cái lý thuyết ấy đối với nhân huynh có tai nghe, mắt thấy xác đáng hay không mà sao lại tin được? Vậy nhân huynh phải hiểu rằng Phật là một bậc sáng suốt hoàn toàn, thấy ở ngoài sắc, nghe ở ngoài tiếng và biết hết ở ngoài vô lượng thế giới. Nên những câu chuyện của Ngài đã khai thị ta là Ngài đã thân chứng và đã duyệt lịch rồi mới nói, không phải dùng sự suy tưởng mà nói một cách mơ hồ. Cho nên tôi đây đã từng nghiên cứu những thuyết tội phước nhân quả, thuyết sinh tử luân hồi, thuyết lục đạo tam đồ, cho đến thuyết tâm thuyết tánh, thuyết chơn thuyết vọng, không có thuyết nào là không hợp với lý chơn và không đúng với sự thật, chỉ vì nhân huynh lâu nay chưa từng để ý xem xét và kinh nghiệm đó thôi. Luân dịp
Tôi xin thuật chuyện ông sơ của tôi ngày trước cho nhân huynh nghe, thì mới rõ cái thuyết nhân quả của Phật nói là không sai. Nguyên ông sơ và bà sơ của tôi, thuở xưa nhà thật nghèo, gia sản chỉ có một chiếc thuyền để chở mướn mà độ Nhật. Một bữa nọ, mưa rơi lác đác, gió thổi lao xao, quang cảnh bi thương, tứ bề hiu quạnh. Các thuyền đang đậu bến nổi lửa nấu cơm. Bỗng đâu có một ông lão ước chừng ngoài 70 tuổi, tới gần chiếc thuyền của ông sơ tôi mà xin đưa ông về Trương Phố. Khi thuyền ra giữa sông, ông sơ tôi nhìn thấy ông lão có khí sắc không được vui, bèn hỏi quê quán ở đâu và định về Trương Phố làm gì. Ông lão nghe hỏi, trên mặt càng lộ ra vẻ buồn, hình như câu hỏi của ông sơ tôi kích thích chỗ thương tâm của ông. Ông lão do dự một hồi lâu, bèn đáp lại, cậu ơi, vốn tôi đây thật là bất hạnh, cái đời của tôi thật là chua chát, nếu nói ra cho cậu nghe thì lại thêm chỗ đau lòng. Ông sơ tôi nói rằng, không hề chi, trong khoảng đời nếu ông có chuyện gì không được vui lòng, thì xin ông cứ nói thật cho tôi nghe, qua mai tôi có thể giúp ông được chăng? Ông lão nghe nói vậy, bèn đáp lại rằng, vốn hai vợ chồng tôi cực khổ làm ăn, khi ngoài 50 tuổi mới sinh được một đứa con gái. Rồi khi nó lớn khôn, lại gả chồng ở xứ xa, nên ít tới lui thăm viếng. Tình mẫu tử có một mẹ một con, nên mẹ nó rất thương nhớ, ít lâu sau bà thọ bệnh mà từ trần. Còn phần tôi thì một mình cặm cụi, mãi lo làm ăn đặng độ cái thân cho qua ngày tháng. Nay tuổi đã cao, trong mình lại yếu, sợ khi đắng cơm nghẹn nước không ai nuôi nấng, và khi tối lửa tắt đèn thì không ai giúp đỡ, nên tôi phải bán cả nhà cửa ruộng vườn, tính qua ở với đứa con gái của tôi, đặng sớm khuya hủ hỉ với hai vợ chồng nó cho khuây khỏa trong lúc tuổi già. Câu chuyện vừa tới đó thì thuyền đã ghé bến, ông bèn lật đật từ giã lên bờ, rồi đi thẳng đến nhà người con gái của ông. Còn hai vợ chồng ông sơ tôi lại chèo thuyền về chỗ cũ mà nghỉ. Sáng ngày ông sơ tôi đang quét dọn trong ghe, bèn thấy có một cái gói, liền mở ra coi mới biết của ông lão bỏ quên bữa trước. Ông tôi nói với bà tôi rằng, gói của ông lão bỏ quên đây là tiền của ông để dưỡng già, mà lại tánh mạng của ông cũng ở nơi đó nữa. Một khi ông đến nhà đứa con gái rồi, thì ông cũng nhớ lại gói bạc, quảng hốt mà trở lại kiếm thuyền của ta, chứ chẳng không. Vậy ta phải chèo thuyền trở lại chỗ đó, cô có gặp ông mà trả gói bạc lại kẻo tội nghiệp. Quả nhiên, khi ông sơ tôi chèo thuyền tới đó, thì thấy ông lão đương chống gậy nơi mé sông mà khóc ấm ức. Ông sơ tôi bèn kêu lớn rằng, đồ của ông còn đây, không có mất đâu mà ông khóc. Ông lão nghe kêu mới tỉnh hồn lại, liền ngước mặt lên, vừa mừng rỡ vừa cảm phục ông sơ tôi. Ông bèn lấy gói bạc rồi mở ra lấy phân nửa đưa cho ông tôi mà đáp ơn. Nhưng ông sơ tôi nhất định cố từ và nói rằng, xin ông cất hết gói bạc đó để dưỡng già, nếu tôi cầu lợi thì đã lấy luôn gói bạc ấy, có đâu đem trả lại cho ông như vậy. Ông sơ tôi tuy làm nghề chèo thuyền chở mướn mà lòng nhân từ quảng đại, dân trong vùng đó ai ai cũng đều yêu mến. Sau ông sơ tôi xin ông cố tôi là ngài Hư Giang làm ngự sử nơi xứ này, ông nội tôi là ngài Lỗ Đắc thi đậu tiến sĩ, làm quan thái thú tại quận Tấn Giang. Qua thân sinh tôi là ngài Lỗ Duy thi đậu Đình Nguyên, làm chức phương bá tại quận Mân Việt. Còn tôi đây cũng nhờ cái ân dư âm ấy nên mới được như vậy. Nhân huynh coi đó thì đủ biết rằng cái gương nhân quả không sai. Bãi ông nghe ngài đốc chế Trường Hồng Ức nói như vậy rồi, từ đó mới đem lòng tín ngưỡng Phật giáo. Câu chuyện bát cơm cúng Phật. Ngày xưa, ngoài thành Xá Vệ, có một nữ Phật tử thuần thành, nhưng cô ta lại gặp một người chồng không tin có đạo đức, nhân quả, tội phước, dù cô ta đã nhiều lần giảng giải. Một hôm, Đức Thế Tôn mang y ôm bát đến nhà cô khất thực. Gặp lúc chồng đi vắng, cô mang đồ ăn ra cúng dường Đức Thế Tôn,
rồi đảnh lễ dưới chân ngài. Đức Phật chú nguyện cho cô: gieo một gặt mười, gieo mười gặt trăm, gieo trăm gặt ngàn. Nhờ công đức bố thí bát cơm này, thí chủ sẽ được vô lượng phước báo. Trong lúc Thế Tôn đang chú nguyện thì người chồng từ thành Vương Xá trở về. Nghe Đức Phật nói như vậy, chẳng hiểu nghĩa lý gì cả, anh sấn tới trước Đức Phật: này Sa Môn Cụ Đàm, làm gì mà được nhiều như vậy? Sa Môn nói láo, Sa Môn nói không thật, Sa Môn hãy đi khỏi chỗ này đi. Dù anh ta nói lỗ mãng, nhưng Đức Thế Tôn vẫn mỉm cười. Ngài ôm tồn bảo: này anh từ đâu mà đi về đây? Từ trong thành về. Anh đi ngang qua khu rừng, có thấy cây ni câu loại không? Thấy. Anh thấy nó cao bao nhiêu? Cả hàng mấy chục thước. Mỗi năm nó được bao nhiêu trái? Ồ, không kể hết, chỉ có đem thúng mà lường thôi. Này anh, đầu tiên chỉ có một hạt bé tí mà sanh ra cây ni câu loại cao hàng mấy chục thước. Cành lá xum xuê chiếm một khoảng rừng rộng lớn, mỗi năm nó cho ta hàng trăm ngàn quả. Này anh, đó là loài vô tri còn như vậy, huống là thí chủ hoan hỷ cúng dường cho Như Lai một bữa ăn. Phước đức ấy không thể đo lường được. Nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng, anh chàng hồ đồ ấy trong tâm bừng tỉnh, rất lấy làm ăn năn về hành động thô lỗ của mình vừa rồi, liền đến quỳ dưới chân Thế Tôn cầu xin sám hối. Kính bạch Thế Tôn, kính mong Thế Tôn từ bi tha lỗi cho con. Từ đây con xin quy y Phật, Pháp và Tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Lành thai cư sĩ. Câu chuyện cứu người nguy cấp, công đức vô lượng. Chu Thừa Ân ở Lạc Dương, Hà Nam là người phú quý nhân hậu. Một buổi sáng ông đang đi tản bộ thì nghe ở dưới cây cầu có tiếng khóc thê thảm. Thì ra có một đôi vợ chồng và một đứa con nhỏ bị chủ nợ bức bách, sắp sửa trầm mình tự vận. Trước lúc sắp chết, họ cùng ôm nhau khóc thảm. Chu ông thấy vậy bèn nói: ta sẽ giúp các ngươi trả nợ. Thế rồi cùng đi về nhà của vợ chồng kia, thấy một bọn người lưu manh đang ngồi ở trong nhà. Chu Phú Ông hỏi: hai vợ chồng người này thiếu của các ngươi bao nhiêu? Bọn lưu manh nói: 100 lượng bạc, có giấy mượn nợ làm bằng chứng. Chu Phú Ông liền xuất ngân phiếu 100 lượng, đòi lấy tờ giấy vay nợ rồi đốt cháy ngay trên bàn. Đám lưu manh được tiền liền bỏ đi. Đôi vợ chồng này xin làm nô bộc để đền ơn. Chu Phú Ông nói: khi sinh ra không mang một đồng, chết đi cũng chẳng đem theo được một cắc, cứ xem như đó là tôi trả nợ kiếp trước của tôi vậy. Nói xong cười ha hả và trở về nhà. Chu Thừa Ân thường âm thầm làm việc phước thiện mà không muốn cho mọi người biết, thường lấy việc giúp người nguy khốn để giáo huấn con cháu. Cho nên cửa nhà hưng thạnh, con cháu đông vui, năm đời đều được phú quý. Chu Phú Ông giàu mà lại thích điều nhân nghĩa, làm việc thiện, nhưng tâm không mong cầu người khác báo đáp. Thật là một tấm lòng đại từ bi, có thể nói đó là một bậc quân tử chí thiện, sống thọ vui tươi, chết cũng an nhàn. Đức lưu con cháu thật đáng phục thai. Câu chuyện ôi hạnh phúc. Đại đức Bạc Đề trước kia làm quan tổng trấn miền Bắc Vương quốc Saka và là người trong hoàng tộc Sakya, tu học rất tinh tấn. Tại tu viện Trúc Lâm, ông học theo đại đức Ca Diếp, chỉ cư trú dưới gốc cây mà không cần ngủ trong am thất. Ông tu học rất chuyên cần và sử dụng phần lớn thời giờ vào việc thực tập thiền quán. Một đêm kia, trong lúc ngồi thiền dưới gốc cây, ông bỗng cảm nhận được một niềm vui sướng mà chưa bao giờ ông từng biết tới trong thời gian còn ở nhà. Ông thốt lên: ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Lúc ấy trời đã về khuya, có một vị sư ngồi thiền cách ông không xa, nghe được những tiếng đó. Sáng hôm sau, vị này tới gặp Phật. Ông thưa với Phật: bạch Thế Tôn, hồi khuya trong lúc ngồi thiền, con có nghe Bạc Đề thốt lên hai tiếng ôi hạnh phúc.
con nghĩ là thầy Bạc Đề không cảm thấy thoải mái với đời sống xuất gia. Có lẽ thầy ấy tiếc nuối những giàu sang và danh vọng khi còn là cư sĩ. Con xin trình bày để Thế Tôn biết và định liệu. Phật im lặng. Trưa hôm ấy, sau khi tăng đoàn đã thọ trai, Phật thuyết pháp cho đại chúng. Sau thời thuyết pháp, Phật gọi Bạc Đề ra trình diện. Đại chúng có mặt đầy đủ trong giờ này, không những có các vị sư mà còn có những người đệ tử, cư sĩ đã đến cúng dường và nghe pháp. Phật hỏi: Bạc Đề, hồi khuya trong lúc ngồi thiền, thầy có thốt lên: "Ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc." Có đúng như thế không? Đại đức Bạc Đề chắp tay trả lời: "Bạch Thế Tôn, hồi đêm quả thật con có thốt lên những tiếng đó." "Vì sao? Thầy hãy nói cho đại chúng cùng nghe." "Bạch Thế Tôn, ngày trước làm quan tổng trấn, con sống trong giàu sang phú quý và có nhiều quyền lực. Đi đâu con cũng có một đội binh theo hầu cận và bảo vệ. Dinh phủ của con luôn luôn có binh lính canh gác ngày đêm, bên trong cũng như bên ngoài. Vậy mà lúc nào con cũng lo lắng, sợ hãi, cảm thấy thiếu an ninh. Bây giờ đây, đi một mình trong rừng, ngồi một mình dưới cội cây trong đêm vắng, vậy mà con không hề có cảm tưởng nghi ngại và sợ hãi. Con cảm thấy một niềm thảnh thơi và an lạc chưa bao giờ có. Bạch Thế Tôn, đời sống xuất gia thật là thoải mái đối với con. Con không sợ ai, con không sợ mất gì, con không có gì để sợ mất, và con sống vui thú như một con nai trong rừng. Trong lúc ngồi thiền đêm qua, con thấy được rất rõ niềm thảnh thơi an lạc đó, cho nên con đã buộc miệng thốt lên hai lần: "Ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc." Làm động đến Thế Tôn và các bạn tu của con xin thành tâm sám hối. Phật khen ngợi Bạc Đề trước mặt đại chúng, ngài nói: "Hay lắm, này Bạc Đề, thầy đang đi những bước vững chãi trên con đường tự tại và vô úy. Niềm an lạc của thầy cả chư thiên cũng biết ước ao, huống nữa là người đời." Cả đại chúng nghe Phật nói đều hoan hỷ và tán thán tinh thần tu học của Bạc Đề. Câu chuyện chuông đeo cho mèo. Lũ chuột bị mèo ăn thịt rất nhiều. Một hôm, chúng hợp lại bằng cách đối phó. Chuột cống ra bộ khôn ngoan, nói: "Sở dĩ lão mèo giết hại được họ hàng chúng ta là do lão có tài rình mò và vồ bắt lén. Cần sắm một cái chuông đeo vào cổ của lão để biết mà tránh." Nghe vậy, lũ chuột thích chí, hăng hái bàn: "Phải đấy, có chuông, lão đi đến đâu ta sẽ biết ngay. Hay thật, như thế lão mèo sẽ hết đường rình mò lén lút." Cả bọn vỗ tay tán đồng: "Đi mua ngay chuông đeo cho lão mèo thôi anh em ơi." Đến khi mua được chuông đem về, bàn xem cử ai đến chỗ mèo đeo chuông vào cổ cho lão, thì cả hội đồng chuột ngồi im phăng phắc, chẳng ai dám hé răng nói nửa câu. Bất đắc dĩ, chuột cống nói: "Tôi là bậc ông nghè, ông cống đâu có phải đi làm cái việc tầm thường đó. Cử anh nhắc đi, anh ta nhanh nhẹn lắm." Nhắc cãi lại: "Tôi đi sao được, vì tôi láo táo, sợ không làm được việc. Cử anh chù đi là tốt nhất, anh ta chậm nhưng chắc chắn, làng không lo hỏng việc." Chù thật thà thưa: "Là phận tôi tớ của làng, các bác bảo gì tôi đều phải nhận làm, nhưng chỉ sợ lão mèo ăn thịt tôi thì các bác còn ai để mà sai nữa." Chuột cống nhanh mồm nói luôn: "Mày hôi như cú ấy, mèo nó không thèm ăn thịt mày đâu." Cực chẳng đã, chuột chù đành phải đi, nhưng vừa thấy bóng mèo ở xa và thoáng nghe tiếng kêu của lão, chuột chù đã sợ xanh mặt, co cẳng chạy về báo làng. Cả làng chuột hồn vía bay đầu mất, sợ run lên và mạnh ai nấy chạy bán sống bán chết, tìm đường trốn tránh. Cái chuông rơi đầu mất, và từ đó chả chú chuột nào dám nghĩ đến việc đeo chuông cho mèo nữa. Câu chuyện người nông dân và hai con trai. Một bác nông dân có hai người con trai. Anh thì lười nhác, còn em thì làm chăm chỉ, vì cậu không muốn cha vất vả. Nhưng người anh ranh mảnh, chuyên nói dối cha. Sáng ra anh ta rời khỏi nhà, vác cuốc trên vai, dường như ra đồng làm.
anh ta đi khá lâu, đủ để không bị ai trông thấy nữa, thì rẽ vào rừng nằm ngủ. Trong lúc đó, cậu em cũng ra khỏi nhà mang theo cuốc, một mình làm ruộng cho cha. Cậu không nói với cha là anh cậu không làm việc, sợ làm cha buồn, nhưng vì làm một mình nên công việc không nhanh. Một hôm, bác nông dân hỏi hai người con: "Các con đã cuốc xong ruộng chưa?" Người anh không để em trả lời kêu lên: "Chưa cha ạ, em nó lười và làm chậm chạp quá nên vẫn chưa xong." Anh ta biết cậu em chẳng bao giờ muốn tranh cãi với anh trước mặt cha. Người cha bèn bảo cậu em: "Nếu như thế ta đuổi con đi, con lười biếng, không xứng với lòng yêu thương của ta." Người em ra đi, lòng buồn rười rượi, nhưng cậu không đi hẳn mà ở lại trong rừng để theo dõi anh. Cậu nghi ngờ có điều gì đó sắp xảy ra. Hôm sau, người anh ra khỏi nhà, vừa đi vừa huýt sáo, vác cuốc trên vai. Vừa tới rừng, anh ta đã nằm dài dưới bóng cây. Người em lúc đó đang nấp một chỗ theo dõi, nghĩ bụng: "Cha mình già rồi, khi thấy ruộng không có ai làm đất thì cha lại tự làm lấy, thế thì kiệt sức mất." Cậu bèn quay trở lại cuốc ruộng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều ngày sau, người em bí mật làm việc suốt ngày, chỉ ăn quả rừng và rễ cây. Lúc nào mệt quá, cậu ngủ ngay dưới gốc cây. Còn người anh chiều chiều trở về nhà tươi tỉnh và sảng khoái. Một hôm, khi thấy người anh ra đi từ lâu, bác nông dân già nghĩ: "Ta chỉ còn một đứa con, nó làm việc một mình, chẳng có ai giúp đỡ, đến kiệt sức mất thôi. Ta phải đem cho nó miếng bánh và miếng phó mát." Bác lấy một làn đầy thức ăn, đi ra ngoài cánh đồng. Bác ngạc nhiên xiết bao khi thấy người em đang cần mẫn làm việc, chứ không phải người anh như bác vẫn tưởng. Để không bị con phát hiện, bác tránh vào rừng. Vào đến đó, bác thấy người con lớn đang ngủ rất ngon. Tất cả đã rõ ràng, và tiện đang cầm cái gậy, bác đánh cho người anh một trận chưa từng thấy. Sau đó bác nói: "Mày muốn ngủ, được lắm. Bây giờ mày muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ, cút đi, quần lười biếng, đồ nói dối." Người em thấy cha đánh và đuổi anh đi, liền khóc lóc năn nỉ cha cho anh ở lại. Cha nguôi giận cho anh ở lại. Từ đó về sau, người anh hối hận, sửa đổi tánh xấu và trở nên người chân thật siêng năng. Câu chuyện những lời thị phi. Một bác nông dân cùng con trai đi chợ. Con ngồi trên lưng lừa, còn cha đi bộ theo sau. Một người đi qua kêu lên: "Đấy, con trai thì ngồi ung dung trên lừa, để bố già lững thững đi bộ theo." Người con liền nói: "Bố thấy không, họ nói có lý đấy, để con đi bộ cho." Người bố đành nghe con, vì ông rất sợ những lời thị phi. Họ đi một đoạn nữa, lại nghe thấy một người khác bình phẩm: "Này, ông đã già đến nỗi không đi được sao, mà bắt con chạy lẻo đẻo theo sao như thế?" Ngại lời góp ý, bác nông dân bèn nhấc con lên ngồi trên lưng lừa cùng mình. Họ chỉ đi được một quãng ngắn, thì đã có một người bước ra chắn đường họ. "Không biết xấu hổ, bắt con lừa ốm yếu thế kia chở hai bố con to khỏe như vậy." Người cha tức giận nhảy xuống, người con cũng thế. Hai người đi bộ theo sau con lừa. Họ chưa đi được bao lâu thì một người qua đường khác lại gọi: "Sao mà dốt thế, để một con lừa đi không, trong khi các chủ nhân lại cuốc bộ dưới trời nắng gắt và đường thì bụi." Lúc ấy người nông dân mới quay sang con trai bảo: "Con đừng bao giờ nghe những lời thị phi nữa nhé, con trai." Câu chuyện người lái buôn nôn nóng. Một hôm, người lái buôn giàu có đi buôn về. Bác ta đã bán hết hàng và các bao tải của bác ta chất đầy hàng hóa, tiền vàng. Bác lên ngựa, vội vàng về nhà để cùng vợ kiểm số tiền kiếm được. Nhưng lúc bác sắp lên đường, một người thợ đóng móng ngựa chỉ cho bác chân trước của con ngựa. "Ngựa của bác có một móng bị lỏng, rời mất một cái đinh, bác có muốn tôi đóng lại cho bác không?" Bác lái buôn rất nôn nóng muốn về nhà ngay, bèn nói: "Không cần, móng này còn đi được, vài cây số nữa chưa sao." Nói xong, bác lập tức phi ngựa đi, nhưng dọc đường, bác dừng lại ăn ở một hàng quán. Bác thấy cái móng ngựa lông đinh đã rơi mất,
người chủ quán bảo: "Người của bác có một chân rơi mất móng, bác phải đóng móng vào đó đi thôi." Bác lái buôn đang nóng lòng về với vợ bảo: "Không cần, tôi về gần đến nhà rồi, chỉ còn chưa đến một chục cây số nữa thôi." Bác tiếp tục lên ngựa, nhưng con ngựa đau chân, đi khập khiễng rất chậm. Bác thúc nó đi nhanh vì trời bắt đầu mưa, gặp một vũng nước, nó trượt chân ngã và gãy chân. Bác lái buôn đành vác các bao tải đựng hàng và tiền đi bộ tiếp. Đêm khuya lắm, bác mới về tới nhà, mệt rũ và ướt sũng nước mưa. Vợ bác rất sốt ruột vì mãi chưa thấy chồng về. Khi biết chuyện, bác bảo chồng: "Đấy anh xem, một cái đinh tầm thường có thể gây ra bao nhiêu rắc rối. Vì anh nôn nóng quá, nếu anh bỏ ra một chút thời gian đóng lại cái đinh, thì anh đã về nhà đúng giờ và em đã không phải lo lắng." Câu chuyện chút suy tư trong ngày. Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu, nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần nào hụt, nhưng bác tin rồi đây gia đình mình sẽ có cách xoay sở được. Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ, coi như là vì ông. Bác thợ đồng ý làm, nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời, chứ không thật lòng muốn nhận công việc này. Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà. Ông nói với bác: "Đây là nhà của anh, tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay." Nhận được tin này, bác hối tiếc vô cùng. Chúng ta thì có khác gì bác thợ ấy, chúng ta xây dựng cuộc đời mình một cách cẩu thả, tùy tiện với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình, chúng ta không hề dốc hết sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn chúng ta đã hành động khác đi. Hãy hình dung mình là bác thợ mộc, còn cuộc đời mình chính là ngôi nhà. Mỗi ngày bạn đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường. Bạn hãy xây nhà mình một cách khôn ngoan. Bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn sống một ngày, ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách. Tấm bảng gắn trên tường ghi rằng: "Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai sẽ là kết quả từ thái độ sống và những chọn lựa của bạn trong ngày hôm nay. 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 Bạn trong..."